Nè, nè, làm lại nè. Ê, con này, ê. Giỏi quá. Rồi mình làm lại. Ê, B, con này B. Giỏi quá. Nè, viết nè, C nè. C, con này C. Giỏi quá. D, con này D. D. Giỏi quá. Nè, chữ này hay nè. Y, con này Y. Giỏi quá. F, con này F. 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 Con này F. F. Giỏi quá. G, con này G. Giỏi quá. Nè, chữ này nè. H, con này H. Giỏi quá. I, con này I. I. Giỏi quá. J, con này J. Giỏi quá. Này con này. K, con này K. Giỏi quá. Hay không? L, con này L. Con này L. Con này L. Con này L. Không học nữa hả?